Chào mọi người ha, tối nay thì thứ sáu mình lên cho mọi người một vài cái video về laptop báo giá cho mọi người ha. Mai thứ bảy chủ nhật có mọi người rảnh, người tham khảo hay có nhu cầu mua laptop thì ủng hộ mình liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tường của mình ha. A733 là cái mã mình đặt cho này, con này là con VC72, con này rất là đặc biệt, từ từ mình sẽ quay rõ ràng hơn. Gặp cảm ứng như thế này mọi người ha, có thể là xoay ngang xoay dọc như là máy tính bảng như vậy, nó rất là ok luôn, nhẹ chỉ có 1 kg, pin trên 3 giờ. Cái cấu hình của nó là cái dòng mà i5 Gen 8 nha, nó có Gen 7 nữa. Đây là i5 Gen 8 nè, 8 CPU, rất là thoải mái cho văn phòng. RAM 8 SD là 256GB. Đó, cái cấu hình thì như mọi video mà mình từng view thôi. Pin trên 3 giờ và cái con này là có duy nhất một con này thôi, nó đặc biệt cái chỗ là nó có SIM 4G, mình đang sử dụng 4G nè mọi người nè. Đây mình đang tắt wifi rồi. Đó, từ từ. Đây ha, tắt wifi rồi và sử dụng 4G Vina của mình đó. Vô đọc báo thôi. Đây, nghỉ lễ được 5 ngày mọi người. Và cái những cái dòng này cũng rất là thuận tiện luôn, tại vì là tiện cho nó nhẹ như vậy, đôi lúc mình đi du lịch nè, đi làm việc, đi công tác rồi đó mọi người, giống như chuẩn bị dịp lễ đây mình đi nghỉ ngơi thì bây giờ người ta đi resort không, có những bạn trẻ thì hay đi du lịch chữa lành, đi vùng sâu vùng xa gì đó, thì cái laptop không có phụ thuộc vào wifi cũng rất là tiện luôn mọi người ha, có 4G sử dụng. Đó, rất là tiện luôn, pin lại trâu nữa để mình làm việc, và nó nhẹ nữa, dễ bỏ ba lô mang vác đi lại, tiện ghê gớm. Đây ha, có mỗi con này là có 4G thôi nha mọi người, đúng một con thôi, không có con thứ hai. Và cái trên cái nền trắng này nó có phản quang, để mình coi thử phản quang chỗ nào thôi. Hơi trắng trắng trên nền trắng một tí chỗ này nè mọi người, còn nền khác thì không có vấn đề gì hết. Cái này thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vì cái dòng này thì nó chất lượng nó chỉ vậy thôi mọi người, rất là ít phản quang, lâu lâu phản quang một hai chỗ cũng do là vận chuyển thôi, không vấn đề gì hết, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà giá thì cực kỳ rẻ ha, cái phần phím thì đẹp nè mọi người ha, không có bị lỗi lầm gì hết trơn, và đúng cái màu xanh đặc trưng của Dynabook luôn. Góc cạnh chỗ này là dơ hả, trầy chút xíu. Và bên này nè có cấn trầy nè mọi người, có cấn trầy cái sơn nè đó ha, mòn cái sơn nè, quay rất là rõ nha mọi người, còn lại là không vấn đề gì hết. Đây nó nhẹ, ở ngoài thì mình thấy là khá là sạch sẽ, có thể gọi là không có bị chày xước gì nặng luôn á, nói chung là nhìn nó sạch sẽ, chứ còn dấu mòn đã qua sử dụng là chắc chắn phải có. Mấy cái bản lề này nó cũng hơi mòn mòn nè. Đây rất là cứng cáp nha mọi người, và quan trọng nhất là đây mọi người, cái chỗ này có khay sim này, mình nhét sim là bỏ sim vào, là nano sim thôi, bỏ vào chỉ có mỗi cái máy này mới có 4G thôi, mọi máy khác trên cơ mình đều không có hết nha, cả hàng trăm con nhưng không có, có đúng con này có 4G thôi. Nút nguồn nè, ngõ USB nha, bên này là ngõ Type C Thunderbolt luôn, có thể là nó sử dụng như MacBook vậy mọi người, có thể mình sử dụng mấy cái hub chia ngõ rồi rất là tiện luôn. Máy kèm sạc zin A733, và mình báo giá mọi người ha, cái con máy này giá chỉ có 4 triệu thôi, ai chốt thì inbox mình ha, chỉ 4 triệu cho con máy này thôi. Máy kèm sạc zin, mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code, mọi người nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán số còn lại cho bưu điện. Nãy giờ quay rất là chi tiết ha, ai chốt thì inbox mình. Cái mã này thì cũng không còn nhiều nữa mọi người, đợt Tết thì rất là nhiều luôn, đợt này là hết hàng rồi mọi người, chỉ còn một vài con thôi, và mỗi con có mỗi cái đặc điểm khác nhau, mình sẽ đặt theo cái mã số này, mình sẽ view cho mọi người, ai chọn con nào thì báo đúng cái mã số qua đây cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.